mùi thơm không các bạn ơi? Quá trời thơm luôn. Trời ơi, cái này ăn hao cơm lắm nha các bạn. Quá ngon, rất hấp dẫn. Đây nè các bạn, đùi gà của Lan nè. Lan mua 8 cái đùi gà nha. Đó, thì ăn cho đã luôn. Rồi đây là trái dừa của Lan, một trái dừa. Còn này là đồ niêm của Lan nha các bạn. Đó, dưa leo, hồi ăn chung với dưa leo. Đây là đường muối, bột ngọt gì đó Lan đổ chung rồi. Còn cái này là tỏi băm nè, Lan ướp vô đùi gà. Rồi bây giờ Lan sẽ đâm đùi gà nha các bạn. Cái nĩa đó, đâm lặng mình ướp cho cái đùi gà nó thấm. Rồi bắt đầu mình thấm xong khoảng nửa tiếng, bắt đầu mình đem đi chiên rồi đi đổ vô nước dừa vô kìa nha các bạn. Rồi bây giờ Lan sẽ đâm đùi gà đây. Cái này đùi gà này các bạn nhớ là về rửa chanh, rửa muối nha các bạn. Rửa chanh, rửa muối lặn cho da nó đừng có hôi nha các bạn. Thịt nào cũng vậy các bạn, rửa chanh là nó thịt của nó rất là thơm luôn. Bây giờ đồ niêm của mình đã niêm rồi đó. Bây giờ mình sẽ bóp lên, bóp lên cho nó thấm vô đùi gà hồi cho nó mình ăn cho nó vừa miệng nha các bạn. Cái món này rất là ngon luôn á. Rồi bây giờ Lan sẽ bóp lên đây. Đây các bạn ơi, mình đã ướp rồi đó. Vậy đó là hồi nó thấm là bắt đầu rồi, mình sẽ đem đi chiên nha các bạn. Đây nè, hai trái dừa của mình mới bẻ thêm nè các bạn. Một trái kia sợ không đủ nước á, cho nên mình nhiều nước là bắt đầu nó mới rút, nó thấm vô rồi nó kẹo lại nó mới ngon. Rồi bây giờ Lan sẽ đi chặt dừa đây. Đùi gà của mình nó đã thấm rồi, nãy giờ nửa tiếng rồi. Bây giờ Lan sẽ bỏ lên bếp chiên nha các bạn. Đây, chảo của mình đã nóng, bây giờ mình sẽ đổ mỡ vào. Chiên lên thịt gà nó cứng nó mới ngon nha các bạn. Để không mà đi kìa, cái là nó thịt của nó mềm lắm. Tại cái này nó thịt công nghiệp á, nó mỡ. Mỡ sôi nữa là mình sẽ đổ cho đùi gà vô. Rồi các bạn ơi, chảo dầu mình đã sôi. Bây giờ mình đổ bỏ chân gà vô nha các bạn. Cho nó vàng rồi bắt đầu đổ nước dừa vô. Cái món này nhậu cũng rất là ngon luôn nha các bạn, rất là tuyệt vời luôn á.
xíu chiên xào. Thơm quá thơm mày ta ơi. Wow, đó. Chút xíu là nó, chút xíu là sẽ có một cái món ăn rồi nha các bạn. Cái này mình ăn với cơm nha. Nè các bạn, nó vàng vàng rồi nè các bạn. Để cho nó vàng thì mình mới tắt bếp nha các bạn. Chứ giờ này mình chế nước dừa vô mình thấy là nó cũng còn mềm lắm. Để cho nó săn thịt nó lại cứng hết mới ngon. Nghe mùi thơm không các bạn ơi? Quá trời thơm luôn. Trời ơi, cái này ăn hao cơm lắm nha các bạn. Quá ngon. Rồi các bạn ơi, đùi gà mình chiên vậy là được rồi nha các bạn. Rồi bây giờ Lan sẽ vớt nó ra rồi Lan chế mở ra. Rồi mình lại sẽ lấy cái chảo này lại mình chế nước dừa mình thìa nha các bạn. Chín rồi hả? Các bạn ơi, thấy ngon không các bạn? Đó, Lan vớt ra, Lan đổ mở ra rồi. Bây giờ Lan sẽ chế nước dừa vô lên kìa nha các bạn. Lan chặt dừa đổ vô nha các bạn. Rồi các bạn, mình sẽ tận dụng cái chảo này lại Lan mình khìa luôn nha các bạn. Tại vì cái chảo này còn tỏi rất là nhiều, nó thơm lắm. Cho nên bây giờ Lan sẽ đổ nước dừa vô. Nè các bạn, mình đổ nước dừa vô. Đổ hai trái này luôn nha các bạn. Đó. Cái này một hồi là nó tẹo lại là các bạn ăn rất là tuyệt vời luôn. Quá ngon. Rồi dặn về nước dừa nha các bạn ơi. Bây giờ nó bọt như vậy mình phải vớt bọt nó ra nha. Cho nước nó trong lặn hồi cái màu của nó rất là đẹp. Cho cái màu nó trong lặn cho cái hồi cho nước nó trong lặn hồi cái màu nó đẹp á các bạn. Cái màu nó sắp đẹp rồi nè, nó hồi nó kẹo lại nữa là quá tuyệt vời luôn nha các bạn ơi. Ngon quá. Các bạn thấy cái màu của nó đẹp không? Màu tự nhiên của nó các bạn. Một hồi nó đậm lại còn đẹp dữ nữa. Đó, các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Nhưng mà mình lại có một món ăn cơm rất là ngon luôn đó các bạn. Thịt của nó rất là ngọt tại vì nó thấm nước dừa. Ê, của mình này. Nó đã kẹo như vậy rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ Lan chuẩn bị Lan tắt bếp. Lan sẽ bỏ ra dĩa trang trí lên cho các bạn coi nha. Bây giờ Lan sẽ tắt bếp đây. Dĩa của mình đang mình gấp được gà nha các bạn. Đẹp không? Bây giờ là sẽ gấp đây. Cái đùi gà của Lan chưa? Đùi gà khìa nước dừa nha các bạn. Wow, tuyệt vời quá, tuyệt vời luôn phải không các bạn? Cái màu này rất là tự nhiên, rất là đẹp. Đó, rất là đơn giản thấy không các bạn? Vậy là mình đã được một cái món ăn cơm rất là ngon rồi. Rồi, video của Lan đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Chào các bạn nha.